Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Và như quý vị và các bạn đã thấy thì tôi vừa làm một cái thí nghiệm nho nhỏ, đó là đặt chiếc bật lửa lên nắp động cơ của chiếc Rolls Royce. Và xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là một siêu phẩm của làng xe đã qua sử dụng, chiếc Rolls Royce Ghost được sản xuất năm 2011. Còn tôi là Duy của Auto Eli. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mẫu xe này. Nước sơn mặc dù đã trải qua gần 10 năm sử dụng rồi, xe đã sản xuất năm 2011 và đến bây giờ các bạn có thể nhìn cái chất sơn vẫn còn nguyên zin luôn, và từng cái ánh sơn, những cái hạt nhũ ở bên trong thì rất đẹp, thật sự là rất đẹp ạ. Tiếp theo đến là đèn pha. Vâng, đèn pha của chiếc xe này thì đã bị va chạm một chút ở đây và đã hơi bị dạn một chút xíu, nhưng rõ ràng là nếu như các bạn nhìn cái phần chóa đèn phía trước đây gần như vẫn còn nguyên, đúng không ạ? Theo như cái cảm nhận mắt nhìn của tôi hiện tại thời điểm này thì cái chóa đèn này tôi đánh giá là vẫn phải còn cỡ khoảng 75%, ví dụ các bạn ạ. Một cái điểm nữa mà nếu như ở bên nước ngoài thì chúng ta sẽ không cần quan tâm lắm, nhưng mà khi về thị trường Việt Nam mình với cái khí hậu khá là khắc nghiệt thì những cái chrome này, những cái vị trí rất dễ bị oxy hóa, bị bẩn, bị hỏng. Phần chrome ở đây, ngoài những cái vết xước do cái kỹ thuật rửa xe của mình chưa tốt ra thì cái này cũng phải còn được 80%. Và tiếp theo cái chrome này, chúng ta cùng đến với bộ mâm của xe. Mâm của xe, đây phải nói riêng để nói về công nghệ chế tạo và cái cách mà Rolls Royce mang lại làm lên bộ la răng này thì có lẽ là nó là cả một câu chuyện rất dài. Nhưng mà hiện tại thời điểm này đây thì bộ mâm này cũng đã bắt đầu bị oxy hóa rồi. Bộ mâm này bắt đầu xóa vì do cái điều kiện đường xá như thời tiết ở mình, bộ mâm này bị xóa. Bộ mâm này thì chỉ được tôi đánh giá được khoảng tầm đối với riêng bộ mâm này tôi đánh giá còn khoảng 50%. Còn các cái bộ mâm, bộ la răng còn lại, chiếc xe 3 la răng còn lại thì tôi sẽ cho khoảng 55-56%. Một mẫu xe phải nói là siêu phẩm. Phần gương cũng sẽ là cái phần mà sẽ bị oxy hóa. Thì phần gương của xe này, phần kính và gương của xe này thì vẫn như còn nguyên. Tôi phải cho chiếc xe này được khoảng 80% về cái phần gương và kính. Tiếp theo là chúng ta đến với tay nắm cửa. Tay nắm cửa là cái vị trí mà chúng ta sẽ dùng khá nhiều để chúng ta mở ra và đóng vào. Đặc biệt là xe này còn được trang bị công nghệ hít nữa. Hít vẫn êm ru. Vâng. Cái đường viền chrome ở xung quanh cửa cũng vậy, cũng vẫn còn bóng nguyên. Phần đèn, riêng cái phần chóa đèn sau này, cái cụm đèn hậu này, quý vị các bạn có thể nhìn này, gần như là cái phần mặt chóa đèn này vẫn còn nguyên zin, chưa bị oxy hóa, chưa bị làm sao. Cái ngay cả cái đường viền xung quanh này cũng vậy. Thật sự là với cụm đèn pha ở mẫu Rolls Royce Ghost sản xuất năm 2011 này thì phải được 90%. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần cốp của xe. Wow, thật sự là đối với một mẫu xe nhiều tỷ đồng như này thì phần cốp này quá tuyệt vời. Đây, phần chúng ta sẽ đi kiểm tra những cái phần này trước ạ. Đây là cái biển báo. Biển báo này tôi đoán là chưa được sử dụng bao giờ. Tất cả phần kích, lốp, yếc còn nguyên si. Và cốp ấy là cái nơi mà chúng ta thường để đồ rất nhiều. Nhưng mà đối với một cái mẫu xe sang như này thì các vị đại gia ở Việt Nam mình thì chắc là cũng chỉ để những cái bộ đi đánh gốp hoặc những cái đồ nó không gây ảnh hưởng quá nhiều tới cái bề mặt lót của cốp, nên là cái phần nỉ ở đây còn nguyên si ạ. Sờ vào vẫn thích tay lắm, lông sờ rất êm và rất mềm mại, sướng. Camera ăn lùi. Mẫu Rolls Royce Ghost này là đàn em của Phantom. Và so với cả Phantom thì mẫu Rolls Royce Ghost này có cái chiều dài ngắn hơn một chút xíu. Phantom đâu đó tôi nhớ không nhầm khoảng 5m8, thì chiếc xe này khoảng 5m4. Và cái chiều dài khi chúng ta đo từ trục của bánh sau tới trục của bánh trước, quý vị các bạn có biết là bao nhiêu không ạ? Vâng, hơn 3m. Đây tôi có thể thử luôn để quý vị các bạn xem. 1, 2, 3. Hơn 3 sải chân của tôi, hơn 3m. Thế cho nên quý vị và các bạn, hàng ghế sau
hàng ghế nơi những ông chủ, những đại gia sở hữu những mẫu xe như thế này là vị trí mà họ rất yêu thích. Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay khoang nội thất của chiếc xe này. Và khi ông chủ của mẫu xe, những đại gia đã ngồi về hàng ghế thứ hai rồi thì cũng chỉ cần một nút bấm ở trên trụ xe. Quá đẳng cấp, đúng là Rolls Royce. Chỉ cần một nút bấm thôi, với cánh cửa nặng như thế này thì đã được đóng vào hoàn toàn. Và sau khi đóng vào thì tất cả những âm thanh bên ngoài gần như là được tách biệt, chúng ta gần như không thể nghe thấy đâu ạ. Và đối với một mẫu xe gần chục năm như thế này rồi thì có lẽ những cái điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc tới đó chính là cái phần chất liệu da ở bên trong xe. Da của mẫu xe này theo như cảm nhận của tôi thực tế ở đây, tôi sẽ đánh giá còn khoảng 90% luôn ạ. Bởi vì ạ, nếu như để nói về Rolls Royce, những người sản xuất, những người làm ra cái mẫu xe Rolls Royce được làm thủ công hoàn toàn thì tôi sẽ xin phép gọi họ là những nghệ nhân. Bởi vì họ đã làm ra những chiếc xe, đã trang bị lên cho những chiếc xe Rolls Royce những cái vật liệu cực kỳ đắt và giá trị. Ngay cả đến cái lớp da 10 năm rồi. Mà nếu như ai đó có thể đến đây ngồi mà tôi không chia sẻ với các bạn là 10 năm, chắc chắn sẽ nghĩ là đây sẽ là một cái mẫu xe mới chỉ chạy được khoảng 2 năm thôi. Bởi vì tất cả các cái lớp da ở trên xe sờ vẫn cực kỳ mềm và thật sự là nó rất sướng ạ. Thật sự nó rất sướng đấy ạ. Vâng, gỗ cũng vậy. Tất cả cái phần gỗ và ngay cả đến cái phần nhựa ở cái núm xoay hay những cái nút ấn như thế này. Ngay những cái nút ấn này còn chưa, cái đường viền mạ này còn chưa bay, chưa bạc một chút nào cả. Mà đây là những cái vị trí mà những cái người sử dụng, sở hữu xe sử dụng khá nhiều ở trên những cái mẫu xe. Đây có hộp để đồ. Và chúng ta có thể điều chỉnh ghế ở hai bên này ạ. Đây, bên này và bên này. Ở trước mắt của hai cái vị trí người ngồi hai bên thì sẽ có một cái màn hình hiển thị để ông chủ có thể xem đĩa DVD, nghe nhạc, có cổng kết nối tai nghe ở đây. Và xe thì cũng được trang bị 4 điều hòa, 4 vùng độc lập. Ở đằng sau đây có hai cái bánh răng để chúng ta điều chỉnh nhiệt độ ở đây. Tốc độ gió, làm mát ghế và sưởi ghế. Vâng. Một mẫu xe mà dù đã qua sử dụng khá nhiều năm rồi nhưng mà chắc chắn bây giờ với cái giá để chúng ta có thể sở hữu mẫu xe này thì vẫn rất là nhiều tỷ, và chắc chắn là phải hơn 10 tỷ rồi. Đấy là điều chắc chắn. Còn nó cụ thể là bao nhiêu thì mời quý vị và các bạn hãy đến 568 Đường Láng để biết chi tiết hơn, để chúng ta có thể sờ chạm vào chiếc xe này, thật sự rất phê. Xin thưa với quý vị và các bạn, ngoài cái chất liệu, những cái chất liệu ở trên xe khiến cho chủ nhân hài lòng rồi thì ngồi ở vị trí này còn hài lòng hơn nữa khi xe Rolls Royce Ghost được sở hữu một hệ thống treo phải nói là nhạy cảm bậc nhất luôn. Tại sao tôi lại nói là nhạy cảm bậc nhất? Bởi vì cái hệ thống treo của xe, hệ thống treo khí nén của xe sẽ rà soát liên tục và có thể phát hiện được ra từng cái cử chỉ nhỏ nhất của người hành khách ở trên xe để điều chỉnh làm sao cho xe chạy ổn định nhất, êm ái nhất có thể. Và hệ thống ECU điều khiển của xe ấy, với hệ thống cảm và cái hệ thống ECU điều khiển xe với rất nhiều cảm biến được trang bị ở trên xe, cứ 2,5 mili giây thì lại quét tất cả một lần để đưa ra những thông số, những quyết định để chiếc xe được vận hành ổn định nhất. Và hệ thống treo này có thể nâng lên cũng như hạ xuống khi xe lên dốc hoặc xuống dốc. Và những cái điều đó là những cái điều mà thật sự đã tạo nên một thương hiệu Rolls Royce theo đúng nghĩa. Hệ thống cửa hít vẫn còn êm ru ạ. Quý vị và các bạn có vừa nghe tôi đề nổ không ạ? Một chiếc xe đề nổ mà không nghe đến một tiếng động gì luôn. Từ động cơ vọng vào là không nghe thấy, và khi đóng cửa là xung quanh im phăng phắc. Và cái tính cá nhân hóa của Rolls Royce thì vô cùng cao. Rolls Royce có một cái câu khá là nổi tiếng là chúng tôi có thể đem tất cả những cái vật liệu mà các bạn mong muốn đem lên mẫu xe của quý vị và các bạn, của những người khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe Rolls Royce. Và không biết thì như cá nhân tôi bây giờ mà tôi nếu mà đang mơ ước thôi, chúng ta sở hữu, tôi sở hữu một cái mẫu xe Rolls Royce thì nên đem cái gì lên xe bây giờ nhỉ? À, chắc là tôi sẽ đem tre của Việt Nam. Ngay đầu làng là tôi rất nhiều, để đem lên mẫu xe này để thấy được rằng là cái tính cá nhân hóa của Rolls Royce khủng khiếp như thế nào. Vâng, nhưng mà đó chỉ là ước mơ thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại hiện tại. Và quý vị và các bạn, nếu mà ai đó mà muốn sở hữu cho mình một cái mẫu xe Rolls Royce chính hãng
thì quý vị các bạn có thể đặt được bất kỳ những chất liệu gỗ hay những chất liệu da nào mà quý vị các bạn đọc được hay tìm hiểu được để mang lên chiếc xe của quý vị và các bạn, những người khách hàng của Rolls-Royce. Và đối với Rolls-Royce thì chúng ta vẫn sẽ có những cái trang bị khá là cơ bản. Ngoài những cái vật liệu, những chất liệu cao cấp thì cũng sẽ có những cái trang bị, ví dụ như là vô lăng tròn 3 chấu quen thuộc. Và ở trên vô lăng thì cũng có Cruise Control. À, mẫu xe này được trang bị Adaptive Cruise Control ạ. À, chúng ta có thể giữ làn đường, kích hoạt chế độ giữ làn đường. Bên đây để điều khiển đàm thoại rảnh tay, nghe điện thoại, tăng giảm âm lượng, rồi nick bài, rồi chuyển bài, chuyển CD. Ở bên đây thì chúng ta có đèn pha tự động, điều khiển màn hình head-up display ở trên kính lái, rồi giữ làn đường, rồi cảnh báo va chạm phía trước, rồi nút kích hoạt cái chế độ tầm nhìn khi chúng ta đi vào ban đêm. Đồng hồ của Rolls-Royce thì cũng được thiết kế vô cùng đẹp, và đồng hồ này nó mang một cái hơi hướng cổ điển nhiều hơn. Ở chính giữa của cái bảng táp lô trung tâm này thì chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình hiển thị thôi, hiển thị tất cả những cái thông tin của xe. Và cái màn hình này cũng có cái giao diện rất đẹp, rất đẹp mà lại còn nhanh. Các bạn cứ liên tưởng tới những cái mẫu điện thoại Virtu có những cái hiển thị như nào thì cái màn hình hiển thị như vậy. Và ở dưới chúng ta có khu vực điều khiển điều hòa, cũng như là cái khu vực để chúng ta điều khiển cái màn hình trung tâm này thôi. Và ở cái màn điều khiển trung tâm này thì cái vạch đường kẻ màu đen ở đây không phải chỉ là trang trí thôi đâu ạ, nó còn là cái chế độ thanh để chúng ta vuốt cảm ứng ấy, các chuyển các chế độ ở trên xe. Và các cái nút bấm, hàng nút bấm ở đây cũng vậy, cũng được trang bị cảm ứng. Và nút bấm ở đây thì được làm với cái dạng pha lê thủy tinh, nhìn rất là trong, lóng lánh, đẹp. Ở bên trong thì có số nền đen, à nền trắng chữ đen. Đây chúng ta cũng khởi động start stop này. Cần số thì được đưa lên trên đây. Và phanh tay điện tử, nút auto hold. Đối với cả một cái mẫu xe cũ, xe đã qua sử dụng, thì có một vài điểm mà khi các bạn đi mua xe, các bạn cũng chắc hẳn các bạn đã tìm hiểu và đọc rất nhiều trên mạng rồi. Những cái vị trí như là ở vô lăng, xung quanh vô lăng, ở ghế da và ở cần số. Vâng, những cái điểm đấy là những cái điểm sẽ thể hiện rõ nhất được cái người sử dụng, người chủ cũ sử dụng một mẫu xe, họ sử dụng có nhiều hay không, cái tần suất sử dụng như thế nào, và họ bảo quản cái chiếc xe của mình như thế nào. Và đối với Rolls-Royce Ghost thì thật sự là những cái chi tiết đó, những cái cách xem đó nó còn gần như là sẽ không được đúng hoàn toàn. Bởi những chất liệu làm trên xe thì vô cùng cao cấp, da ở trên vô lăng sờ vẫn rất sướng tay, và có một cái độ nhẵn ngay từ đầu luôn rồi ạ. Tất cả những cái gờ chúng ta sờ và vẫn còn nguyên, ngay đến cái đường chrome được làm vòng ở trên cái vô lăng này cũng vậy. Ở Việt Nam chúng ta thì đa phần là mồ hôi muối. Nếu những cái mạ này mà chất lượng không tốt thì chúng ta sờ, chúng ta bấm một thời gian chỉ tầm 1 năm, 2 năm thôi, chắc chắn là sẽ bị bay và phai đi phần nào. Nữa là ở đây, mẫu xe này gần chục năm rồi. Và đương nhiên thì ghế của Rolls-Royce Ghost thì cũng được chỉnh điện nhiều hướng. Tôi xin phép nói luôn là nhiều hướng, bởi nhiều hướng quá tôi cũng chưa đếm được. Ở trên cửa thì có nhớ hai vị trí, ở ghế sau cũng vậy. Và chúng ta cũng có bệ tí tay. Nói chung là những cái trang bị của những cái mẫu xe bình thường, những xe bình dân, rồi những mẫu xe sang, các thứ thì đều được đưa lên Rolls-Royce. Và Rolls-Royce rất nổi tiếng với những vật liệu được làm thủ công, được những nghệ nhân làm thủ công và đưa lên trên xe. Khối động cơ của một Rolls-Royce là một trong những khối động cơ khá là đặc biệt. Rolls-Royce còn sản xuất động cơ cho máy bay cơ mà, ô tô ăn thua gì đúng không ạ? Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã dài rồi, xin phép quý vị và các bạn tôi dừng video ở đây. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái tin tức mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.